tôi muốn giới thiệu đến khán giả. Cây này như anh Đại anh nói qua với tôi là anh sẽ bán cây này đi để lấy cái số tiền làm từ thiện, làm thiện nguyện cho người nghèo ăn Tết. Trong cái quá trình ngành nghề làm cây rồi thì giao lưu cây cảnh, nhưng mà anh Đại anh vẫn có một chút để làm từ thiện, cũng là cái mà nhờ đến anh em ủng hộ thì mới có cái số vốn đó để làm từ thiện. Đây là cái cảnh đóng hàng của nhà anh Đại, đóng hàng cây cảnh bonsai, đóng kiện gỗ để gửi đến cho khách. Xin chào các bạn, chào anh em phụng nữa cây sam hương này. Đây chính là cái cây sam hương mà hôm trước tôi và anh Đại đã quay để giới thiệu đến các anh em chơi cây cảnh bonsai và sẽ bán cây này để làm từ thiện cho những người nghèo neo đơn vào dịp Tết âm lịch năm nay. Thì kiện hàng đang được đóng gửi đi. Đây là anh đóng qua xốp này, bọc qua cái chậu này này, làm rất là cẩn thận. Xong mình lại đóng thành một cái khung. Tí nữa cho vào trong một cái khung xong mình chuyển. Để chuyển đi miền Nam, miền Bắc đây là, đều được. Cây này thì chuyển vào miền Nam. Có một số cây chuyển sang cả châu Âu nhá anh em nhá. Yên tâm đi, không phải lo. Đây chính là cái cây sam hương mà hôm trước chúng tôi quay. Hôm nay được gửi đi cho khách. Và anh em tiếp tục theo dõi những cái quá trình chúng tôi đi làm thiện nguyện cho những người nghèo neo đơn. Anh em theo dõi nha. Vâng, giới thiệu với khán giả, hôm nay là ngày 25 âm lịch của Tết 2020, là ngày 19 tháng 1 năm 2020. Nhà vườn Giáp Đại có làm cái chương trình thiện nguyện Tết 2020 đến với những hộ nghèo đặc biệt và những người hoàn cảnh neo đơn, những người có cái bệnh hiểm nghèo. Thì hôm nay nhà vườn bắt đầu chương trình thiện nguyện đến những gia đình, những hộ đó. Thì ở trong cái chương trình này cũng có một số anh em tham gia đóng góp. Đó là có tôi, bonsai Hà Phong cũng có một phần nho nhỏ. Có anh Quý, anh Đông, anh Tấn ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũng tham gia vào chương trình, cũng có một chút tấm lòng nho nhỏ. Và chủ xe là anh Trung ở Lục Ngạn, Bắc Giang cũng đóng góp vào một phần nho nhỏ để làm chương trình từ thiện của Tết 2020 đến người nghèo ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Năm mới.
ra chú hỏi này, bạn nào lớn nhất ở đây? Bạn nào? Hả? À? Đâu anh cả đâu, anh cả đâu? Chú à? Ở đây chú gì? Cháu là lớn gì? Thế dưới cả có mấy em? 4 em. Đâu em nữa, em dưới cháu lớn. Như dấu trăm hỏi, ngoan hết nhỉ? Như dấu trăm hỏi giữa của cháu. Đâu đây là chú út quân của ông. Đây là chị gái này. Đây là chị gái là học trường Hồng Giang, lớp 3 trường Hồng Giang. Còn bên dưới là 4 em kèm nhau. Cháu tên gì? Cháu tên Trang à? Chị gái nhỉ? Cháu tên gì? Cháu tên gì? À, cháu tên Hiệp à? Thế còn mấy bạn kia tên gì nhỉ? À, Hưng à? Hưng trèo cao đấy. Đây cũng là nhà của em học sinh ở trường thầy. Và... Nào mấy bạn chào chú chưa? Con chào chú. Chào chú. Ừ, chú chào các con. Ngoan thế nhỉ? Tôi thì chết hết rồi, vợ chết, con gái hai thằng, ba thằng chết rồi. Dạ vâng. Chú vào đúng đó.
thế là chết rồi. Còn vâng, mỗi lần này rồi mới vâng, tôi lấy bước một bước nữa là được một thằng bé tí. Vâng. Bây giờ cháu đứng ở kia. Vâng. Thế cho nên là tôi thì bây giờ là cháu thì ngày xưa thì nó bảo lấy vợ nó ở rẻ thì sướng hưởng không chịu. Vâng. Thế nhưng mà tôi bây giờ về đây giờ thấy chúng nó khổ quá, nó không có chỗ ở. Tôi cho nó mình cái này. Đây. Thì cho các con cháu, còn bây giờ tôi già không làm vâng, nữa thì tôi cho nó mượn cả đất. Thì, nhà vườn à, giáp đại thì có một chút quà. Hôm nay hàng tay xin chú. Thế còn đây qua thầy thì để giới thiệu qua về... Bây giờ nhà xã hội thôi. Dạ vâng. Không, tôi nói tóm lại là nhà xã hội. Dạ vâng. Là giúp đỡ cho các cháu. Dạ vâng. Tôi cũng xin cảm ơn. Bây giờ bố chỉ biết đẻ thôi, tôi cho học hết rồi. Tôi vốn là con trai chết ba rồi, còn mỗi thằng này. Giới thiệu với tất cả anh em trong đoàn, đây là gia đình nhà cháu Nguyễn Thị Huyền Trang. Ngoan đấy, đây à, cháu đây. Đây cháu học sinh, cháu là học sinh lớp 3, tháng 2 của trường. Thầy ơi, gia đình thì đặc biệt bảo khó khăn của vào đây. Gia đình đằng này tao nói là vào đây đông anh chị em. Vào đây. Bố mẹ cháu sinh đông anh chị em. Thế bố mẹ thầy, thân bố mẹ thì nghề nghiệp cũng không ổn định, nên là nhà cửa đấy thì các anh các chị cũng thấy bây giờ còn thiếu thốn rất là nhiều. Thế, gia đình đông con nghề nghiệp không ổn định cũng khó khăn. Thế là cũng rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ ủng hộ của các anh các chị cũng như các mạnh thường quân của đoàn thể khác để giúp đỡ các cháu để có được sớm và gia đình bớt những khó khăn. Chúc các cháu xin cảm ơn. Ôi khó khăn cho con cháu, cảm ơn gia đình. Trong sự em thì bên nhà vườn giáp đại cũng có một chút quà Tết này thì đến thì cũng quà thầy giới thiệu về em thì hôm nay đến đây thì chia sẻ mong sao còn các thượng quân các em ơi bên cây cảnh bonsai trên cả nước. Đây là thầy. Đây. Vâng. Đây gia đình em học sinh cháu học ở trường Hồng Giang. Vâng, Hồng Giang huyện Lục Ngạn. Bắc Giang. Gia đình cháu thì đặc biệt khó khăn. Cũng nhờ những mạnh thường quân có lòng hảo tâm thì giúp đỡ gia đình cháu để cháu theo học cho trọn vẹn. Đây là bố cháu. Bố cháu ngồi đấy. Cảm ơn anh chú. Ông nội. Ông nội. Này ra chú hỏi này. Bạn nào lớn nhất ở đây? Từ từ nữa. Hả? Đâu anh cả đâu anh cả đâu? Chú à? À đây chú gì? Cháu là lớn gì? Thế dưới là có mấy em? Bốn em. Thế đâu em nữa em dưới cháu đâu? À 1 2 3 4 em. Ê, chị gái ngoan thế nhỉ? Đấy, gia đình cháu đâu đây là chú út con của ông. Còn đây mới là chị gái này. Đây chị gái là học trường Hồng Giang, lớp 3 trường Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Còn bên dưới là 4 em liền nhau. Thế cháu tên gì? Cháu tên Trang à? Xí gái nhỉ? Thế cháu tên gì? Cháu tên gì? À cháu tên Hiệp à? Thế còn mấy bạn cái tên gì nhỉ? À Hưng à, Hưng trèo cao đấy. À. Thế năm nay học có giỏi không? Có được học sinh giỏi không? Con không à? Tiếng Việt được 6 á? Toán 6, à, thế học... À mỗi tiếng Anh được 7 à?
giỏi nhất cái môn tiếng Anh rồi đúng không? Giỏi ghê nhỉ. Ui rồi, thế chú học cực giỏi thôi. À. Chú út đang bế cháu rồi. Út bà ấy đi theo nó bảo không bỏ tôi tổng. Vâng, gia đình hiếm hoi được có 5 cháu. Alo, thế cô ở đâu? Vâng, đây là ông nội của cháu này. Bố cháu đấy. Bố bảo là không mở được đâu. Vâng, xin chào gia đình nhé. Vâng, đây là nhà của một em học sinh mầm non ở trường Hồng Giang này chị nhỉ? Vâng ạ, cháu ở trường mầm non Hồng Giang. Thì đây là cô giáo chủ nhiệm, thì bây giờ cũng nhờ, vâng, chào cô nhé. Chào cô. Ê, anh em vào. Hôm nay em nhờ vườn giáp ạ. Đi vào ông nhờ. Vâng, em xin cảm ơn các bác. Vâng, hai em. Vâng, cảm ơn các bác. Vâng, nhà em học sinh mầm non. Đang tuổi chơi tuổi nghịch. Đang tuổi chơi tuổi nghịch. Vâng. Thế là cháu nội đấy ạ. Vâng, là cháu nội. Vâng. Đây, cô lại giới thiệu qua về hoàn cảnh của chỗ cháu Sung này. Cả cháu. Vâng, em anh là cháu hôm nay em được nhận phân công là dạy lớp cháu Quân này. Thì cháu tháng nào cháu cũng phải đi chuyển máu. Hoàn cảnh gia đình thì bố mẹ thì cũng chắc cũng thấy con như thế, tâm ra là mẹ chán hay sao bỏ đi Trung Quốc đi chặt mía thì chắc, nhưng mà chẳng về, 2 năm nay không về. Bố thì cũng chán, chắc cũng chán hay sao cũng đi làm thuê, đi đổ bê tông như gì, tính thoảng mới về, chẳng biết gì tay đi làm ấy đâu. Cho nên bỏ cháu nhà cho bà nội. Vâng, để cháu ở nhà cho bà nội. Mà ở nhà thì ở một mình, nhưng mà cứ đi học thì đâm ra là để truyền máu này, đâm ra là cái sức đề kháng của cháu kém. Còn đi truyền máu cũng cứ phải chờ đợi. Lắm hôm ở lần vừa rồi là ở viện mình cũng không có máu, xong lại người ta vẫn giang lại thì chờ, vẫn giang mãi không có máu. Thế là cháu bị bệnh. Cháu bị tan máu bẩm sinh. Tan máu bẩm sinh. Sinh nó không sản sinh ra được máu mới. Vâng. Không, nó sản sinh ra được máu là phải nuôi máu ngoài. Quân đây. Nuôi máu ngoài. Vâng. Nhưng mà ra ngoài đấy thì không có máu, không có máu AB thì có, nhưng máu O chứ, không có máu O, máu O như là máu nhau. Vâng, đúng rồi. Thì cháu vừa đi chuyển máu về, nhưng mặt mới đi chuyển thì một địch về đấy, mặt vẫn cứ xanh hết này. Đi học với các bạn nhưng mà hay nghỉ lắm, ốm. Hôm đấy còn bị giật cơ. Có một lần thì lõng sốt, xong bắt đầu cũng thiếu máu. Thế xong bắt đầu là đưa đi xuống viện chúng rồi đi ngang đường đã giật co quắp tay chân rồi. Tại vì trẻ yếu lắm. Con tên gì nhỉ? Chú hỏi này. Con tên gì nhỉ? Con tên là Phạm Hồng Quân. Phạm Hồng Quân này. Sinh ra ấy nhỉ? Thế đi học có học có giỏi không? Con biết chữ rồi, con phải đi học nữa. Bảo là biết chữ gì, con biết chữ A. Chữ A như nào, nó phải chữ A tròn như quả trứng gà. Cháu học mầm non lớp mấy tuổi hả chị? Cháu học 4 tuổi. 4 tuổi. Vâng. Hồn nhiên. Nhà vườn, em thì nhà vườn giáp đại cũng đến chia sẻ. Thì cũng có chút quà Tết. Cũng nay đến đây thì cũng gặp được em bé ai cũng cho có cô giáo chủ nhiệm đây là đây bà. Thì hôm nay cũng chia sẻ với anh em cộng đồng bên bonsai cây cảnh. Thì cháu cũng là bị muốn tan máu bẩm sinh, hiểu lôm na nó dạng như là máu trắng kiểu thế đấy. Thì cũng chia sẻ này thì cũng mong tất cả anh em cộng đồng bonsai cây cảnh giúp đỡ cháu. Thì hôm nay cũng xin cái số điện thoại của cô. Thì cô đọc cái số điện thoại để... Bà nội, số điện thoại bà nội. Số điện thoại của bà 0398. 0398. Vâng, 93.
939 166. Vâng, cũng nhờ những mạnh thường quân, nếu ai có lòng hảo tâm thì giúp đỡ tới cháu. Cháu Quân nhỉ? Vâng. Đấy, thì cháu mắc một cái bệnh về máu. Thì gia đình cũng khó khăn. Mẹ thì bỏ đi Trung Quốc và bố thì cũng đi làm thuê. Thì ở nhà với bà nội có hai bà cháu rồi này. Thì ai mà có lòng hảo tâm thì hỗ trợ tới cháu để cho cháu chữa trị bệnh tật và tiếp tục đi học cho cùng với các bạn. Cháu bé rất hồn nhiên. Thôi thì hôm nay các anh các chị ở trong cái hội cây cảnh bonsai đã có một chút lòng hảo tâm đến gửi đến cho gia đình nhà cháu Quân, thì trước tiên là thay mặt nhà trường em xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng hảo tâm của tất cả các anh trong cái hội cây cảnh. Và thực ra là như các anh chị đến đây thì đã thấy là cái hoàn cảnh điều kiện của gia đình nhà cháu rất là khó khăn, cứ mỗi một tháng đi truyền máu một lần, dù là cũng có một chút gọi là bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm lại không chi trả cho cái phần là mình truyền máu, nó chỉ chi trả cho cái phần thuốc thang đơn giản thôi, còn máu là mình phải mua, cho nên là cũng rất là khó khăn. Mà bà thì ở một mình, bố mẹ thì lại không có ở nhà, mà thực ra mà nói thẳng ra là cái trách nhiệm lẽ ra là của bố mẹ cơ, nhưng bố mẹ cũng lại là bỏ đi ở bao nhiêu năm nay rồi, thế là để cháu ở nhà. Cháu đi học thì ngày đi ngày không, bởi vì cái sức khỏe của cháu rất là yếu. Đấy, cho nên là mà thực ra thì cháu lại còn hơi một chút là gọi là hiếu động hơn một chút so với là những bạn khác. Vâng. Cho nên nó cũng rất là khó khăn trong cái việc là thứ nhất là chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu và kể cả đối với gia đình. Nếu như mà được sự giúp đỡ của tất cả các anh trong nếu mà được chung tay giúp đỡ cho gia đình nhà cháu thì thứ nhất là về phía nhà trường cũng rất là chân thành cảm ơn, và thứ hai nữa là về phía gia đình và cái hơn hết đấy là cá nhân của cháu nhận được cái sự chia sẻ ủng hộ của tất cả mọi người. Vâng. Thì tin rằng là cái sức khỏe của cháu nó sẽ được cải thiện hơn và sẽ được tốt hơn. Thì không còn biết nói gì hơn nữa là xin chân thành cảm ơn tất cả các anh trong hội cây cảnh và chúc cho các anh có một cái năm mới là an khang thịnh vượng và càng ngày càng lan tỏa nhiều hơn nữa những trái tim đến với tất cả mọi người. Vâng. Cảm ơn cô hiệu trưởng nhé. Vâng. Cháu thì cũng không biết nói gì hơn cả, mong cả các bác bên cây cảnh giúp đỡ quan tâm đến cháu hơn nữa để cho cháu đỡ khổ. Cháu ở bây giờ bố mẹ cháu như thế, là ở với bà thì bà bây giờ bà cũng bị huyết áp cao, bà thì chẳng biết như thế nào, thì giờ cứ trông nom cháu thì nó vất vả, thì mong tất cả các bác quan tâm đến cháu hơn một tí để cho cháu đỡ khổ. Dạ vâng. Cảm ơn. Vâng đấy, em học sinh còn tăng động một chút. Vâng đúng rồi. Đấy. Hơi tăng động một chút. Hơi tăng động một chút. Vâng. Chương trình tại nhà em Quân thì tôi sẽ dừng ở đây để chuyển sang nhà tiếp theo. Mong anh em là cũng theo dõi. Vâng, đây là nhà em học sinh ở trường Hồng Giang. Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ mất, ở với ông nội. Và ông nội hôm nay cũng không có nhà. Giới thiệu với tất cả các anh chị em trong đoàn, hôm nay chúng ta đến với gia đình của em Nguyễn Thu Trang, đang là học sinh lớp 5A6 trường tiểu học Hồng Giang, cũng thuộc diện gia đình việc khó khăn của xã Hồng Giang. Với điều kiện hoàn cảnh bây giờ hai em, đây là chị gái của em đang học lớp 11. Hai em thì là mất cả bố mẹ rồi, bây giờ đang ở với ông bà nội và ông bà nội cũng mất rồi, hiện tại bây giờ là bà đang ở với ông nội, ba ông cháu ở với nhau. Tất cả cái việc chăm lo cho các cháu học hành thì dựa vào ông nội cả. Hôm nay các anh chị trong đoàn đến tặng quà cho cháu thì thay mặt các thầy cô giáo, nhà trường và gia đình của em Trang xin được cảm ơn tấm lòng của các anh các chị và mong được nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn. Thì hôm nay cũng thông qua thầy biết đến nhà em thì tôi đây qua nhà vườn gia đại có một chút quà Tết cho các con và một bao gạo. Thì hôm nay thì đây cũng đây là toàn thể anh em cái cảnh của gia mong giúp đỡ em. Tức là hoàn cảnh giờ thì cũng em cũng sống bây giờ đang ở với ông bà, ông nội thôi, ông nội thì cũng mong các thường quân các anh em cây cảnh giúp đỡ em. Vâng. Hai cháu học giỏi nhá, cố gắng chăm ngoan học giỏi. Vâng. Nghe lời ông nhá. Vâng, cháu cảm ơn. Đấy, chị học lớp 11 à? Vâng.
muốn chia sẻ tất cả cộng đồng, cũng sau này cũng cũng còn giúp đỡ cháu. Đấy. Thì chú có một chút cháu thôi, có một bao gạo và chút quà đấy. Chú gửi cho hai chị em đón Tết cùng ông. Thế học có giỏi không? Thường. Cháu bình thường. Cứ tốn, bảo bình thường. Cháu tên gì? Trang. Cháu tên Trang à? Xinh gái nhỉ? Cả hai chị em. Thế ông này đi đâu? Ông này đi học phụ huynh. Ông học phụ huynh cho chị gái. Ông đi học phụ huynh cho chị à? Ông hôm nay bao nhiêu tuổi ạ? Ông cháu hôm nay là 6, 6, 6, 7. Cháu có nhớ số điện thoại của ông không? Cháu có. Ừ, chú muốn nhờ cháu đọc cho số điện thoại của ông, nếu mà có những ai có lòng hảo tâm muốn hỗ trợ gia đình trong dịp Tết hoặc là ngoài dịp Tết thì cháu có thể đọc số điện thoại để mọi người tiện liên hệ với gia đình. Số 0983 382 357. 0983 382 257. 357. 357. Cháu đọc lại, đọc to một lần nữa. 0983 382 357. Thật giỏi. Rồi, cảm ơn cháu nhé. Rồi, chương trình sẽ chuyển sang hộ tiếp theo. Vườn vải Bạt Ngàn. Cái ngõ vào rất nhỏ, chỉ đi bộ vào được thôi. Và một lượt xe máy đi vào được. Nhà mãi sâu trong này. Đây nhà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà là không có lối vào, phải đi nhờ đất. Vâng, chào anh nhé. Con đâu rồi? Hả? Con đâu? Con bật đứa nó đi chơi rồi, không bật đứa đó, nó qua nó đi xuống nhà ngoại. Thì em nhà vườn cây cảnh Mai Đại. Hôm nay có lên đây thì cũng có một chút thiện nguyện, mình có quà. Ừ, thì cảm ơn cái nhà là các bạn tài trợ đây nhé. Cái nhà em có hoàn cảnh nha. Vâng, cảm ơn bà. Hôm qua có thầy giáo. Đây là bố của em học sinh lớp 1. Vâng, trường Đào Minh Sơn. Chơi rồi. Vâng. Đấy, vừa rồi là đây là anh Đại bên chỗ nhà vườn cây cảnh. Vâng. Đến trao quà. Đây là một trong những học sinh của trường đặc biệt khó khăn. Đấy, các bạn biết là lối vào nhà của em là phải đi nhờ đất, không có lối, không có ngõ vào tận nhà luôn. Đấy, xem nhà là biết. Đấy, nhà cả nhà thế này khó khăn. Thì hôm nay đến thì không có cháu đi chơi. Vâng. Thì tôi cũng. Thế anh có số điện thoại anh là số bao nhiêu? Anh đọc cho. Có số điện thoại mà. Vâng, anh đọc để cho. Anh đọc cho cái số. 0382212777. Đọc lại lần nữa anh. Anh đọc chậm. 0283 à 03 0382. Ừ rồi. Tiếp. 712 Vâng, đây là phụ huynh của em học sinh học lớp 1 trường tiểu học Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì hôm nay nhà vườn Giáp Đại có đến làm chương trình thiện nguyện đón Tết 2020 cho các em học sinh nghèo. Thì đây là chính là phụ huynh, là bố của em học sinh. Em tên gì thầy nhỉ? Gì có tai vừa rồi, bây giờ vừa đi viện là cháu Vi Thị Thảo Ngân. Cháu Vi Thị Thảo Ngân. Lớp 1. Lớp 1. 1A4. Vâng. Vâng, cũng mong những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân nếu có lòng thì hãy giúp đỡ đến gia đình cháu Vi Thị Vân. Để cháu đi theo học được trọn vẹn, chu đáo hơn.
rất mong anh em giúp đỡ. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.